Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi đang cầm đây là một chiếc sạc dự phòng. Thì chiếc sạc này gần đây thị trường đã được anh em sử dụng và đánh giá rất là cao. Thì hôm nay tôi cũng có nhận được hai cái về và để tôi đóng seal pin cho nó. Ok, đây. Thì bây giờ với lột phần ni lông che chắn này. Khá là đẹp. Đây. Nhìn bên ngoài đẹp hơn rất nhiều nha. Đây là nút bật lên này. Đồng hồ nhìn thì bên ngoài cũng khá là rõ. Thì chiếc sạc này có đầy đủ tất cả các cổng hỗ trợ tất cả các đời máy mới bây giờ nha. Tại thời điểm 2023 có chân Type-C, chân USB này và chân cắm đời cũ. Thì đây là một trong những chiếc sạc dự phòng mà tôi đánh giá rất là cao. Nó có một kiểu dáng thiết kế khá là đẹp, gọn. Cầm này rất là vừa tay. Nó hình vuông. Và dung lượng thì lắp được 8 cell pin. Rất là khỏe. Thì ở đây tôi đang lắp là 8 cell pin LG MH1. Đấy. Thì pin LG MH1 này có dung lượng là tương đương với 3.000 trên 1 cell. Thì ở đây thì tôi đã đóng trước một cái để cho quý vị xem rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ đóng nốt cái chỗ pin này vào cái phần vỏ này. Đấy. Thì tôi đã để lại cái một cái bộ vỏ để tôi review cho quý vị nhìn kỹ hơn. Thì đây là bộ mạch của nó. Bộ mạch này thì họ làm khá sắc nét và chi tiết. Đây. Phần sau này. Tôi đánh giá bộ mạch này họ làm cũng khá là chuẩn rồi. Đấy, đây là bên này là nút khởi động. Và các cái phụ kiện đi kèm cũng rất là ok nhá. Cái nhựa này cũng ngon này. Nhựa rất là dai. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đóng 8 cell pin này vào cái phần vỏ này. Vâng, và để cho an toàn thì tôi thường bọc lại đầu dương của những viên pin 18650 này. Đây là phần cách nhiệt, cách điện. Và để cho 8 viên pin này ngay ngắn, không xiên xẹo thì tôi sẽ đưa vào một cái khuôn như này. Và tôi sẽ dùng kẽm đóng cho máy khoan để gắn vô đây như này. Vâng, đây là hai khối pin mà tôi cũng vừa mới hàn xong, thì bây giờ tôi sẽ ghép lại thành một khối như này. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì tôi đã làm xong cái khối pin 8 cell này rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ kết nối với mạch. Thì ở đây quý vị có thể nhìn thấy là đây là B trừ này, ở đây là B cộng. Thì nó tương ứng với lại là đầu âm với đầu dương thôi. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ hàn hai cái đầu này vào thôi. Đây là, thưa quý vị, như vậy thì tôi đã kết nối xong. Và bây giờ thì tôi sẽ lắp vào khung. Đấy, thì ở đây là cái khung của nó. Tôi sẽ đặt vào. Thank you.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ xong cách đóng 8 xeo pin vào cái hộp sạc dự phòng này. Và sau khi đóng xong thì bật lên thì nó sẽ báo là toàn bộ là không cả nhá, thưa quý vị. Thì để cho nó nhận được dung lượng thì đầu tiên chúng ta phải cắm sạc vào. Đây là sạc Type-C này. Thì trước tiên là tôi sẽ bật lên cho quý vị xem là đang là 5 số 0. Và bây giờ tôi cắm vào. Đấy thì nó đã lên là 66%. Rồi tôi rút ra thì bây giờ nó vẫn nhận là 66% thôi. Cục sạc này thì nó trong nó đẹp hơn bởi vì là tôi đã lột cái siêu này ra rồi. Đấy. Hai cục sạc như nhau nha quý vị. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.